Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Khanh Honda trong suốt thời gian qua. Thì với những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị và các bạn để lại trong kênh của Khanh, thì Khanh xin phép làm những cái video clip trả lời rõ và cụ thể cho một câu hỏi mà rất là nhiều bạn quan tâm. Thì trong suốt thời gian qua thì Khanh nhờ các bạn liên hệ trực tiếp và để trả lời, thì có một số bạn thì cảm thấy cái việc mà liên hệ lại thì nó hơi phiền phức. Thì bây giờ Khanh sẽ làm những cái video clip và trả lời công khai để cho bạn hỏi và tất cả những anh chị nào có cùng câu hỏi liên quan, cùng câu hỏi thắc mắc trả lời một câu trả lời chung để cho anh em mình được rõ ràng, và các bạn sẽ cân nhắc khi nào là chọn chiếc xe cho mình thôi. Thì nếu các bạn cảm thấy yêu thích những video chia sẻ của Khanh thì nhờ các bạn nhấn nút like, nhấn nút share, đăng ký để coi như ủng hộ Khanh, để Khanh sẽ ra nhiều video clip kiểu này hơn. Tiếp đến câu hỏi của bạn Red Vlog: mình thì chọn Mazda 2 hợp lý, đèn pha LED mạnh mẽ hơn và xe Nhật. Thì xin cảm ơn bạn Red Vlog đã cho mình và tất cả những anh chị em gửi một cái gợi ý về chiếc Mazda 2 trong cái phân khúc của Honda City, Vios, Accent. Đối với mỗi bốn cái loại xe Khanh kể thì mỗi loại xe nó đều có một cái ưu và cái nhược điểm khác nhau. Khanh ví dụ, nếu mà bạn thích về cái cảm giác lái, thật sự là Honda City là top trong cái phân khúc này, công suất lên tới 118 mã lực. Nếu bạn thích về cái cảm giác lái, nhưng Honda City tồn tại một số điểm yếu là về độ ồn thì chưa khắc phục được, yếu về một số mặt. Khanh ví dụ giống như là máy lạnh, thì đối với cái thế hệ mới thì sẽ khắc phục được, nhưng mà thế hệ hiện tại đang bán thì nó cũng ở mức độ tương đối vừa phải. Thì các bạn phải thay đổi cách chỉnh máy lạnh, tức là chúng ta không chạy ở chế độ Eco, và các bạn chỉnh hướng máy lạnh ở ngay người thì cái độ lạnh của hàng ghế sau nó sẽ lạnh hơn rất là nhiều khi các bạn đi buổi chiều. Còn nếu mà các bạn chọn về option thích cửa sổ trời, Accent là một lựa chọn hợp lý và xứng đáng, tại vì trong cái phân khúc này chỉ có mỗi Accent là có cửa sổ trời. Option đầy đủ về cảm biến gạch mưa, về đèn pha tự động, cửa gió hàng ghế sau đó. Trong khi những cái phân khúc Khanh ví dụ như Vios rồi cái Mazda 2 là không có cửa gió hàng ghế sau, nếu các bạn thích một chiếc xe có cửa gió hàng ghế sau. Một cái điều nữa mà các bạn quan tâm nên quan tâm đó là cái khi các bạn ngồi của cái Mazda 2 ở phía sau thì nó rất là chật, nó nhỏ nhất trong cái phân khúc luôn, bởi vì cái kiểu thiết kế Kodo của Mazda thì nó vuốt ra cái hàng ghế sau, dẫn đến các bạn ngồi hàng ghế sau nó rất là chật và rất là khó chịu, trong khi các bạn ngồi City, ngồi Vios nó rất là thoải mái. Còn về độ cách âm thì Khanh khẳng định với các bạn rằng cái xe Hyundai Accent là một chiếc xe có độ cách âm tốt nhất trong tầm tiền và trong phân khúc này. Nếu các bạn cảm thấy câu trả lời của Khanh không có thuyết phục, xin mời các bạn ghé trực tiếp đại lý lái và cảm nhận. Nhớ giúp dùm Khanh, lái phải lái ngay cái cung đường có đá mi nhỏ để mình cảm nhận được cái độ ồn của xe nha, chứ đừng có lái đường thẳng thì chiếc nào đường phẳng thì cái chiếc nào nó cũng êm như nhau. Xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.